Ngày 10 tháng 8, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tuyên dương công nhân, viên chức lao động và cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023. Hội nghị nhằm tuyên dương và tôn vinh những công nhân, viên chức lao động và cán bộ công đoàn tiêu biểu trong phong trào công nhân, viên chức lao động, thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, qua đó góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong thời đại mới. Để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp, thì bên phía bên ban chấp hành cũng như bên phía bên chỗ nhà máy phối hợp chặt chẽ lại với nhau nhằm mục đích là tạo cái mối quan hệ mật thiết và đồng thời đảm bảo cuộc sống của người lao động, giúp cho người lao động an tâm lao động sản xuất và làm việc. Phát biểu tại hội nghị, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của 83 bông hoa trí tuệ trong công nhân, viên chức lao động và cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018-2023 tại Tiền Giang. Các cấp ủy đảng, sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của chính quyền, các cấp, các ngành trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động và toàn thể nhân dân trong tỉnh, kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang đã phát triển tích cực, quan trọng, toàn diện và có những đột phá trên nhiều lĩnh vực. Có thể nói, thông qua việc tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn trong tỉnh đã góp phần vào sự thành công chung của phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn 2018-2023, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động tỉnh Tiền Giang tiếp tục phát huy hiệu quả. Lực lượng công nhân, viên chức lao động toàn tỉnh đã tham gia thực hiện 13.625 lượt sáng kiến, được cập nhật lên chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, đạt 119,52% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao.